Chào tất cả nhà. Hôm nay Sang xin phép thay mặt Hiểu Việt live stream giới thiệu về cái điều các bạn tại xã Phú Mốt, huyện Đắk Lắk. Hiện tại Hiểu Việt cùng công ty Hiểu Việt cùng phối hợp với công ty Tuyển Bình để làm ra cái chương trình tài trợ phát quà cho xã Phú Mốt tại Đắk Lắk. Tiếng nãy cho mình lên đó ngồi. Rất là chỉ là nhỏ hơn mình. Tại sao mình có cái cuộc chia sẻ hôm nay? Tại vì mình rất là nhiều người cùng chung tay với công ty Thể Giác và chung tay với công ty Quỷ Bình để chia sẻ nhiều món quà cũng như chia sẻ nhiều cái gì mình có tới những người mà đang có hoàn cảnh như khó khăn hơn mình. Mà một công ty thì sao? Công ty thì có tiền cái người chia sẻ, chúng ta chia sẻ nhiều, chúng mình sẽ càng được nhiều. Và mọi người cũng mong được sự chia sẻ đó. Rồi. Rồi mình quay bối cảnh tí xíu nha mọi người, đây không gian. Bối cảnh mà hiện tại đang chuẩn bị buổi lễ. Thì mình chia sẻ cách trình bày.